Chào các bạn. Hôm nay có thể là trời mưa rồi, thời tiết hơi là xấu cho nên có thể ghi hình không được đẹp. Mình vừa nhận được một cái đơn hàng từ Shopee do mình đặt hàng gửi về. Đó là bùi nhùi thép. Có thể các bạn xem trên các clip trên YouTube thì người ta đã chơi cái món này lâu lắm rồi. Nhưng mà hôm nay mình đặt mua về mình chơi thử ha. Tại vì đây là lần đầu tiên mình chơi, không biết cách chơi như thế nào cho nên là mình sẽ đặt mua về mình chơi thử. Các bạn có thể coi mình mở hộp review và chơi thử cái bùi nhùi thép ha. Thì mình mua cái bịch này là mỗi bịch như vậy là được một lần chơi ha. Mà mình mua tới 10 bịch lận, bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Và cái bịch bùi nhùi thép này thì không có gì xa lạ nếu nhiều bạn đã coi rồi. Tại vì rất nhiều người đã làm cái trò chơi này lâu lắm rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình là lần đầu tiên mình làm và mình là lần đầu tiên mình chơi thử. Nó là được gọi là bùi nhùi thép, mở ra thì nó như vậy nè các bạn. Đó, nó như vậy nè. Mình lấy nét cho các bạn coi ha. Đây là cái bọc của nó, mình bỏ đi. Ok. Thì theo như hướng dẫn thì là cột nó vô một cọng dây. Cột nó vô một cọng dây. Xong rồi á mình đốt lên rồi mình quay. Quay để cho nó cái bụi than á nó bay ra tung té. Nếu mà đốt vô ban đêm rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ thử làm cái review là đốt thử ban ngày luôn và đêm về mình làm một cái clip mình đốt thử ban đêm nữa. Là mình sẽ thí nghiệm đốt ban ngày và đốt ban đêm xem thử nó khác nhau ra sao ha. Ok. Bây giờ mình quyết định đi, mình sẽ thí nghiệm đốt ban ngày trước xong sau đó tối về mình sẽ đốt ban đêm. Bây giờ mình sẽ đốt không một cái ha. Mình sẽ đốt, mình không có lấy cọng dây quay, mình đốt để đây cho nó cháy luôn. Cảm giác nó cháy giống như kiểu là đốt mấy cái sơ dừa vậy đó. Cũng không có gì đặc biệt lắm mấy bạn ơi. Đó, nó cháy nè. Đó. Phải thổi thì nó mới cháy. Ok, bây giờ mình có một cọng dây kẽm á. Đó, cọng dây kẽm dài cỡ vậy nè. Ở đầu đây mình sẽ cột một cục đá. Cột cục đá để chi? Để cho nó dễ quay. Mình xé cái bùi nhùi thép ra ha. Cột cái bùi nhùi lại. Đây. Cột nó lại như vậy ha. Bây giờ mình sẽ đốt lửa vô đây xong bắt đầu mình quay. Đây là cái màn thử nghiệm ban ngày ha. Lát nữa sẽ có một màn thử nghiệm vào ban đêm. Nè, hùi quá mấy bạn. Thử nghe. Ok. Mấy đứa tránh ra mấy đứa. Lửa. Đi né vô chậm đi. Ok, nó cháy rồi mấy bạn ơi. Wow, đẹp quá. Hết rồi mấy bạn ơi. Ban ngày cũng cháy, chắc ban đêm cháy còn đẹp nữa. Mình sẽ đốt thêm một cái nữa nha. Đẹp quá mấy bạn ơi. Mình tính đốt cái một thôi nhưng mà tại vì mình thấy tự nhiên lần đầu tiên chơi nó đẹp quá, với lại nó hồi hộp quá, mình sợ cháy không à. Thấy hứng quá. Mình đốt thêm cái nữa. Rồi tối ra ha, tối ra mình đốt cho mấy bạn coi nữa ha. Ban đêm chắc đốt đẹp dữ lắm luôn nè. Cháy rồi, cháy rồi. Nóng quá. Nó đứt cọng dây nó bay mất tiêu rồi. Đã quá, thêm cái nữa mấy bạn ơi.
Ok các bạn, hiện tại bây giờ là trời đã tối hả, giờ mình đã chuẩn bị sẵn được là đầu tiên là mình sẽ quay một cái nhỏ thôi, một cái nhỏ ha. Đây mình sẽ đốt, mình quay một cái nhỏ xong rồi á, tới mình nối ba cái lại với nhau nè, ba cái thành cái lớn nè, rồi ha mình quay. Còn cái cuối cùng là mình sẽ cột vô đầu một cái vật nặng, đó là cái búa nè, để mình đốt xong mình chọi lên trời. Bây giờ trời tối rồi, ban đêm mà mình sợ chó sủa sùm người ta ra người ta la các bạn ơi, thì mình cũng làm nhanh lẹ để kết thúc video. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái nhỏ trước ha, cái nhỏ trước nè. Thì hiện tại mình đang sử dụng một cái đèn chờ sáng, lát nữa đây thì mình đốt xong rồi mình sẽ tắt đèn và mình mới quay. Nó cháy rồi đó mấy bạn, bắt đầu mình quay ha. Bây giờ sẽ tới cái thứ hai ha, cái này bự hơn nè. Đầu này mình cột một cái vòng tròn để lòn cái tay vô ha. Vậy nè, cái này bự hơn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục như ban đầu, mình sẽ đốt xong mình tắt đèn và mình quay. Đẹp quá trời luôn. Và bây giờ là tới cái này ha. Cái này thì mình sẽ đốt ở trên đầu này nè. Đốt ở trên đầu này nè. Xong sau đó mình sẽ chọi lên trời. Để coi thử sao nha mấy bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đốt. Đốt xong tắt đèn mình sẽ chọi. Chắc cái đó đặt máy thì không biết có thu được hết không. Không có hiệu quả mấy bạn ơi, chỉ có quay thôi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đã quá mấy bạn ơi, cái này chơi Tết là hơi vui á.
Ok, vậy là mình đã chơi thử xong ba cái bùi nhùi thép nha các bạn. Chơi ban đêm rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Và cái bùi nhùi thép này là không có bị cấm nha các bạn. Cho nên là các bạn nếu mà giao thừa thì muốn chơi thì cứ mua về chơi thoải mái ha. Chứ đừng nên chơi pháo, chơi đồ để mà bị cấm, mà để bắt, bị phạt, có khi vô tù nữa mất công nha các bạn. Thôi, clip của mình xin được dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình để mình quay lại với những clip hấp dẫn hơn. Bye bye.